Trong khi lịch sử thể thao đang được tạo ra, thì những vụ bê bối tại Olympic Paris 2024 đang chia rẽ người hâm mộ trên toàn thế giới. Thế vận hội không bao giờ thiếu tranh cãi và bê bối, và Paris cũng không ngoại lệ cho đến nay. Từ những trò hề trong lễ khai mạc, đến ô nhiễm nước, do thám bằng máy bay không người lái và lệnh cấm khăn trùm đầu. Đây là những câu chuyện đang chiếm hết tiêu đề tại Thế vận hội Paris 2024 vì tất cả những lý do sai trái. Sông Seine của Paris vẫn chưa đủ điều kiện để cạnh tranh mặc dù đã chi 1,5 tỷ đô la. Vào thứ hai, phần thi bơi trong buổi tập luyện 3 môn phối hợp Olympic đã bị hủy trong ngày thứ hai liên tiếp vì vấn đề liên tục về chất lượng nước ở sông Seine của Paris. Tuy nhiên, nỗi lo sợ lớn nhất của ban tổ chức đã trở thành hiện thực vào thứ ba khi đại diện thành phố Paris cùng với các quan chức giải 3 môn phối hợp thế giới buộc phải hoãn sự kiện 3 môn phối hợp dành cho nam vì chất lượng nước ở sông Seine vẫn còn rất tệ. Mưa lớn tuần trước được cho là đã làm tăng mức độ ô nhiễm và đẩy nhanh dòng chảy, khiến cho nước không an toàn để bơi. Các nhà tổ chức Olympic cho biết họ tự tin rằng phần bơi của cả hai nội dung 3 môn phối hợp nam và nữ sẽ không bị ảnh hưởng khi nam sẽ bắt đầu vào thứ ba và nữ sẽ xuống nước vào thứ tư. Tuy nhiên, điều đó không bao giờ được đảm bảo. Paris đã chi tới 1,5 tỷ đô la trước Thế vận hội này để làm sạch và xử lý nước phục vụ cho các nội dung 3 môn phối hợp và bơi marathon. Nhưng những trận mưa lớn kéo dài trong nhiều tuần và nhiều ngày trước Thế vận hội 2024 đã khiến lượng vi khuẩn tăng đột biến trở lại. Nếu thực sự diễn ra theo đúng kế hoạch, phần thi bơi của cuộc thi 3 môn phối hợp sẽ đánh dấu lần đầu tiên các vận động viên thi đấu ở kênh đào kể từ Thế vận hội Paris năm 1900. Đội bóng đá nữ Canada vướng vào tranh cãi về máy bay không người lái do thám. Cuộc tranh cãi lớn nhất liên quan đến thể thao tại Paris cho đến nay đã diễn ra trước khi Thế vận hội 2024 bắt đầu, khi đội tuyển bóng đá nữ Canada trở thành tâm điểm của vụ bê bối do thám bằng máy bay không người lái đã chiếm hết các tiêu đề ngay từ đầu. Một nhà phân tích người Canada đã bị bắt quả tang đang điều khiển máy bay không người lái bay qua buổi tập luyện kín của New Zealand trước trận đấu mở màn Olympic của họ vào thứ năm tuần trước. Nhân viên này đã bị bắt giữ và cuối cùng bị đuổi về nhà sau khi cảnh sát đột kích phòng khách sạn của nhân viên này và thu hồi đoạn phim. Các cuộc điều tra của FIFA đã diễn ra và cuối cùng đưa ra những hình phạt nặng nề cho đội tuyển Canada, bao gồm khoản tiền phạt lớn cho Liên đoàn bóng đá Canada, lệnh cấm thi đấu 1 năm đối với 3 huấn luyện viên của Canada, bao gồm huấn luyện viên trưởng Beth Priestman, và lệnh trừ 6 điểm sẽ được áp dụng trong vòng bảng của giải bóng đá nữ Olympic này. Priestman, trong một tuyên bố được đưa ra thông qua luật sư của bà, đã xin lỗi từ tận đáy lòng về tác động của tình hình đối với các cầu thủ Canada. Bà cũng chịu trách nhiệm về vụ bê bối và cho biết là bà có kế hoạch hợp tác hoàn toàn với cuộc điều tra. Hình ảnh lễ khai mạc gây tranh cãi xôn xao. Có rất nhiều sự kiện diễn ra trong lễ khai mạc vào thứ 6 tuần trước, từ cuộc diễu hành thuyền đầu tiên đến thời tiết khắc nghiệt, đến việc Celine Dion tập hợp đám đông bằng buổi biểu diễn trực tiếp đầu tiên sau 5 năm khi cô đang vật lộn với các vấn đề nghiêm trọng về sức khỏe. Tuy nhiên, điều gây ra sự khuấy động lớn nhất lại không phải là những điều trên. Trong một cảnh gây tranh cãi, các vũ công và drag queen tụ tập quanh một chiếc bàn trong một cảnh mà nhiều người tin là rất giống với bức tranh bữa tối cuối cùng của Leonardo da Vinci về Chúa Jesus Christ và 12 tông đồ. Sau buổi biểu diễn, một số người đã tràn vào mạng xã hội, dán nhãn buổi biểu diễn là xúc phạm đến những người theo đạo Thiên Chúa và giễu cợt cùng với nhiều thứ khác. Những người khác ca ngợi hình ảnh này như một chiến thắng cho sự hòa nhập và cộng đồng LGBTQ. Vào Chủ nhật, giữa làn sóng phản ứng dữ dội, người phát ngôn của Paris 2024, Anne de Kamps, đã xin lỗi nếu mọi người cảm thấy khó chịu vì hình ảnh này. Rõ ràng là không bao giờ có ý định thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với bất kỳ nhóm tôn giáo nào. Ngược lại, tôi nghĩ rằng giám đốc nghệ thuật Thomas Jolly thực sự đã cố gắng tôn vinh sự khoan dung của cộng đồng, de Kamps phát biểu tại một cuộc họp báo. Chúng tôi tin rằng tham vọng này đã đạt được. Nếu mọi người cảm thấy bị xúc phạm, chúng tôi thực sự xin lỗi. Giám đốc nghệ thuật của buổi lễ khai mạc Thomas Jolly cũng cho biết là bức chân dung bữa tối cuối cùng của Da Vinci không phải là nguồn cảm hứng cho buổi trình diễn. Jolly cho biết ông thực sự lấy cảm hứng từ thần thoại Hy Lạp và lễ hội Dionysus, vị thần rượu vang của Hy Lạp. Tôi không muốn phá hoại, chế giễu hay là gây sốc, Jolly nói. Hơn hết, tôi muốn gửi đi thông điệp yêu thương, thông điệp hòa nhập và không hề chia rẽ. Tuy nhiên, Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Pháp đã than thở về những gì họ gọi là cảnh chế giễu và nhạo báng Kitô giáo, đồng thời nói thêm rằng
Chúng tôi xin gửi lời chia buồn tới tất cả những người theo đạo Thiên Chúa ở mọi châu lục đã bị tổn thương bởi sự phẫn nộ và khiêu khích của một số cảnh tượng nhất định. Những người theo đạo Thiên Chúa không phải là những người duy nhất đổ xô lên mạng xã hội để bày tỏ sự bất bình về màn trình diễn này, mà ngay cả các chính trị gia bảo thủ, bao gồm cả cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, cũng lên tiếng. Tôi thực sự nghĩ rằng lễ khai mạc là một sự ô nhục, ông Donald Trump nói. Các vận động viên quốc gia lên tiếng về lệnh cấm khăn trùm đầu của Olympic Pháp. Các vận động viên Olympic từ Pháp và nhiều nơi khác đã vô cùng phẫn nộ trước quy định của nước này cấm các vận động viên Pháp tham gia một số môn thể thao nhất định phải đeo khăn trùm đầu hijab hoặc khăn trùm đầu tôn giáo trong Thế vận hội Paris. Vận động viên chạy nước rút người Pháp Sukamba Sila, người cho biết là cô đã được thông báo rằng cô sẽ không được phép tham gia lễ khai mạc vào thứ Sáu tuần trước vì cô đội khăn trùm đầu, đã lên mạng xã hội vài ngày trước khi Thế vận hội 2024 bắt đầu để chỉ trích luật gây tranh cãi của đất nước này. Theo nhiều nguồn tin, Sila đã đăng trên tài khoản Instagram cá nhân của mình rằng: Bạn được chọn tham gia Thế vận hội, được tổ chức tại quốc gia của bạn, nhưng bạn không thể tham gia lễ khai mạc vì bạn đội khăn trùm đầu. Bình luận của Sila chỉ là bình luận mới nhất lên án các quy định về khăn trùm đầu của Pháp, trong đó nêu rõ các vận động viên Olympic trong khi thi đấu cho đội tuyển Pháp được coi là công chức và phải tuân thủ các nguyên tắc của chủ nghĩa thế tục. Vào Chủ nhật, võ sĩ người Úc Tina Rahimi đã lên tiếng phản đối lệnh cấm hijab của Pháp. Cô viết trên tài khoản Instagram của mình: Phụ nữ có quyền lựa chọn cách họ muốn ăn mặc, có hoặc không có hijab. Tôi chọn mặc hijab như một phần của tôn giáo của mình và tôi tự hào khi làm như vậy. Một liên minh các nhóm bao gồm Tổ chức Ân xá Quốc tế và Tổ chức Theo dõi Nhân quyền đã viết một lá thư cho IOC lên án lệnh cấm đội mũ. Lệnh cấm do cơ quan thể thao Pháp áp đặt mang tính phân biệt đối xử và ngăn cản các vận động viên Hồi giáo quyết định đội khăn trùm đầu thực hiện quyền con người của mình là chơi thể thao mà không bị phân biệt đối xử dưới bất kỳ hình thức nào, bức thư viết. Những lệnh cấm này cũng đi ngược lại các yêu cầu về nhân quyền đối với các nước chủ nhà và khung chiến lược về nhân quyền của IOC, cũng như trái ngược với các nguyên tắc cơ bản của chủ nghĩa Olympic. Đang tiến hành điều tra các bài đăng bị cáo buộc là phân biệt chủng tộc, các màn trình diễn bài Do Thái. Amy Wilson Hardy, vận động viên bóng bầu dục 7 người nữ người Anh, người đang bị điều tra về tội phân biệt chủng tộc, đã ngồi ngoài trong trận thua bất ngờ 19-15 của đội mình trước Trung Quốc vào thứ Ba, ngày thi đấu cuối cùng của giải đấu Olympic tại Paris. Các quan chức của đội cho biết Wilson Hardy không bị đình chỉ và vị trí của cô đã được thay thế bởi một cầu thủ khác bị chấn thương. Tờ báo Anh The Independent đưa tin hôm thứ Ba rằng một ảnh chụp màn hình tin nhắn của Wilson Hardy đã xuất hiện trên Instagram, người đăng tin cáo buộc nội dung tin nhắn này mang tính phân biệt chủng tộc. Người phát ngôn của BOA cho biết Hiệp hội Olympic Anh đã biết về một hình ảnh được đăng tải trên một nền tảng mạng xã hội và đang điều tra vấn đề này. Trong khi đó, thì một nhóm các nhà hoạt động ủng hộ Palestine đang bị điều tra sau khi họ dường như sử dụng cử chỉ bài Do Thái trong khi hát quốc ca Israel trước trận đấu bóng đá nam với Paraguay vào thứ Bảy. Video xuất hiện hôm thứ Hai cũng cho thấy khán giả vẫy cờ Palestine và hô vang một khẩu hiệu không thể phân biệt được. Những bức ảnh trước đó đã lan truyền về nhóm này cầm hai biểu ngữ có dòng chữ Thế vận hội diệt chủng, ngoạch ngoạc trên đó. Paris 2024 lên án mạnh mẽ những hành vi này. Paris 2024 đã nộp đơn khiếu nại và sẽ nhờ chính quyền hỗ trợ điều tra. Tuyên bố từ ban tổ chức Olympic cho biết: Chúng tôi rõ ràng rất lấy làm tiếc về điều đó, phát ngôn viên của IOC Mark Adams cho biết vào thứ Ba. Nó không có chỗ trong thể thao, nó không có chỗ trong số những người hâm mộ đang theo dõi. Sự việc này xảy ra sau khi một võ sĩ judo đến từ Tajikistan, Nurali Emomali, dường như đã bỏ qua nghi thức bắt tay sau trận đấu theo thông lệ sau khi đánh bại đối thủ người Israel Toha Butbul ở vòng 16. Thế vận hội là đại hội thể thao được mong chờ trên khắp hành tinh, nhưng nếu như Bắc Kinh năm 2008 đã làm rất tốt và gần đây nhất là Olympic Tokyo 2020, mặc dù gặp khó khăn vì đại dịch Covid-19 nhưng vẫn để lại ấn tượng đối với người xem, thì Paris lại đang cho thấy điều ngược lại. Có quá nhiều bê bối đã xảy ra chỉ trong một thời gian ngắn đã khiến nước Pháp bị chỉ trích nặng nề.